Các bạn đang nghe chuyện trên Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 34 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, tại Hồng Mông không gian, Hồng Mông, Lâm Mông, Tần Vũ, ba huynh đệ nhìn cổ bàn đã đến giai đoạn kết thúc. Ông... Một trận chấn động, cổ bàn sáng tạo tân vũ trụ tầng thứ 3 thần giới, không gian đã đại thành. Lúc này, cổ bàn giống như lúc đầu Tần Vũ. Trong đầu, nháy mắt xuất hiện rất nhiều tin tức, kể cả thành tựu huyền hoàng bất diệt thân. Cổ bàn mỉm cười, thân thể mở rộng, những tia huyền hoàng khí không ngừng dung nhập vào trong người hắn. Sau một năm, cổ bàn hấp thu tới 6 thành huyền hoàng khí, thành tựu tới huyền hoàng bất diệt thân thể. Không thể tưởng tượng được, trong vũ trụ mà cũng tồn tại những cường đại như thế sao? Cổ bàn thần thức cảm thụ trong thân thể, có loại cường đại này đã hoàn toàn vượt qua những tưởng tượng của mình. Cổ bàn có loại cảm giác, mặc dù hắn chưa thấy qua cái gì thiên thần, thần vương, thế nhưng cổ bàn bây giờ tin tưởng, cho dù là thần vương, tuyệt đối sẽ không là đối thủ của hắn. Làm sao có thể hình dung ra loại cường đại này được? Phất tay có thể làm cả tiên ma yêu giới hoàn toàn bị tiêu diệt, cảm giác nắm trong tay thiên địa. Cổ bàn nhắm mắt lại, trong lòng cảm nhận lại thực lực của chính mình. Tiếng vỗ tay vang lên, cổ bàn mở mắt nhưng lại nhìn thấy trước mắt đứng ba người. Tần Vũ thiên sinh ư? Cổ bàn kinh ngạc nhìn người thứ ba bên trái, đúng là lúc đầu trên địa cầu cùng hắn gặp qua Tần Vũ. Hai người còn lại hắn không nhận ra. Tần Vũ mỉm cười hướng cổ bàn gật đầu. Lâm Mông cũng ha ha cười to nói: Cổ bàn lợi hại, thật sự là rất lợi hại. Nghĩ không ra, ngươi tuy không có một kẻ nào trợ giúp, dưới tình huống như vậy cũng sáng tạo ra vũ trụ, so với tam đại Tần Vũ cũng nhanh hơn rất nhiều. Tần Vũ phát triển hoàn toàn trong mắt Lâm Mông, tính từ bắt đầu sáng tạo vũ trụ tới khi vũ trụ đại thành, cho dù bỏ qua thời gian gia tốc không tính, Tần Vũ cũng chỉ dùng mấy ngàn năm mới hoàn thành. Thế nhưng cổ bàn lúc này mới mấy trăm năm, nhanh gấp chục lần. Hai vị này là... Cổ bàn nghi hoặc hỏi. Cổ bàn, đến đây ta giới thiệu cho ngươi. Tần Vũ chờ cổ bàn đi tới trước hai người, chỉ vào hai người rồi nói: Vị này là đại ca Hồng Mông, vị này là nhị ca Lâm Mông, còn ta, ngươi gọi một tiếng tam ca. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Cổ bàn một đầu u mê, hoàn toàn nghe không hiểu Tần Vũ nói gì. Tới nhà của ta rồi nói tiếp đi. Hồng Mông mở miệng nói, có chút chuyện là muốn giải thích rõ ràng cho cổ bàn. Được. Ba người đồng thanh đáp, đi theo Hồng Mông đi vào trong phòng. Hồng Mông đưa một ngón tay, một lá quế bay vào trong tay cổ bàn. Tứ đệ, ngươi xem có thể hiểu được. Cổ bàn trong nháy mắt đưa thần thức tiến vào lá cây. Chỉ một lát sau, cổ bàn liền hiểu được hết. Đại ca, nhị ca, tam ca, đệ hoàn toàn đã hiểu được rồi. Cổ bàn cười nói, Hồng Mông cũng cười nói. Hiểu được là tốt rồi, tứ đệ, chúng ta còn có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Đại ca, xin mời nói. Tứ đệ, vốn cùng đi với đệ là Hồng Quân, chính là con trai thứ hai của tam ca của đệ. Ta biết đệ và hắn ở cùng một chỗ. Chúng ta suy đoán tại Tu La Ma giới, cơn lốc màu xám hẳn là mang bọn đệ đến vào luân hồi chi đạo, hoặc là đó cũng là một cái không gian khác. Hồng Mông giải thích, cổ bàn có chút cau mày nói. Chính là như thế này, có thể nói đó là luân hồi chi đạo, hoặc có thể gọi là tử giới, bởi vì chúng ta cho tới bây giờ cũng không có tìm được nơi luân hồi. Cái gì? Cái này ba người đều cả kinh. Không có nơi luân hồi sao? Có hay không đệ cũng không biết, chỉ là chúng ta cho tới bây giờ không thấy qua nơi luân hồi. Vậy đệ làm thế nào từ không gian kia đi ra vậy? Tần Vũ hỏi. Cổ bàn suy nghĩ một chút rồi đáp. Đệ một mình tu luyện từ Hồng Quyết, trong cơ thể có một la bàn vẫn tồn tại trong nguyên anh. Ngày đó lúc đệ tu luyện, đột nhiên la bàn nổ mạnh, khi đệ tỉnh lại thì đã tới Hồng Mông không gian này rồi. Nhóm chúng ta có thể tới không gian kia không? Như thế nào đi tới đó vậy? Tần Vũ vội vàng hỏi lại. Tam ca, ngươi trước tiên đừng có gấp, đệ nghĩ chúng ta có thể đi vào không gian kia, vấn đề chính là phương pháp thôi. Cho đệ một chút thời gian, đệ hẳn có thể tìm ra được đường đi tới không gian đó. Cổ bàn nhớ lại hết thảy sự tình ở không gian vô danh, nhớ lại tình cảnh la bàn nổ mạnh. Hắn xác định chỉ cần có thời gian, nhất định có thể tìm được thông đạo đi tới cái không gian kia. Tần Vũ cũng chỉ có thể an tâm,
Chẳng qua hắn còn chưa từ bỏ ý định hỏi: "Tứ đệ, Tiểu Xương dạo này có được khỏe không?" Cô Bàn đương nhiên biết Hồng Quân đó là Tiểu Xương trong cách gọi của Tần Vũ, liền cười nói: "Tam ca yên tâm đi, Tiểu Quân không có việc gì. Mặc dù hắn tới không gian của người chết, nhưng hắn vẫn còn sống." Cô Bàn biết hết thảy tất cả đều nói cho Tần Vũ. Đương nhiên cô Bàn không biết Hồng Quân thực sự đã chết. Tần Vũ nghe được Tiểu Xương không có việc gì cũng yên lòng. Về phần Tiểu Tư, dựa theo cô Bàn nói, cho dù tới không gian thần vương, dựa vào vài món nhất lưu Hồng Mông linh bảo có trong tay, cũng không ai có khả năng khi dễ được hắn. Hồng Mông trên tay đột nhiên hiện ra một đoàn vật chất màu xám, nhìn cô Bàn hỏi: "Tứ đệ, đã có nhận ra loại vật chất này không?" "Đúng rồi, đây là loại vật chất chỉ có ở trong không gian kia. Trong không gian kia, tất cả hết thảy đều là do vật chất này cấu thành." Cô Bàn nhìn thấy màu xám vật chất, con mắt sáng ngời hưng phấn nói: "Chỉ cần có đủ loại vật chất tinh thuần này, đệ tuyệt đối có thể mở nối ngăn cách giữa Hồng Mông không gian cùng Tử Vong không gian." Tần Vũ trong lòng chấn động, trên mặt không ngừng hưng phấn, vẻ mặt nhìn Hồng Mông cùng Lâm Mông nói: "Đại ca, nhị ca, loại vật chất này chỉ xuất hiện trước khi người ta chết đi, chúng ta nhanh chóng thu gom lại." Hồng Mông không để ý đến Tần Vũ nói, tay kia xuất hiện một đoàn màu xám vật chất, chỉ là đoàn này so với vừa rồi còn tinh thuần hơn rất nhiều. "Tứ đệ, ngươi xem loại này được không?" Cổ Bàn thần thức tiến qua một chút màu xám vật chất nọ. "Đủ rồi, chỉ cần thêm gấp trăm lần chỗ này nữa, đệ tin là có thể phá bỏ được hàng rào kia." Hồng Mông cười hỏi Cổ Bàn: "Đệ có biết là ai sau khi chết lưu lại cái này không?" Cổ Bàn nhìn màu xám năng lượng vô cùng tinh thuần trong tay đại ca Hồng Mông, thành thật mà nói: "Đệ không biết." Hồng Mông cười: "Có một thiên tôn trong vũ trụ của ta mới lưu lại một ít màu xám năng lượng này. Mặc dù lúc đầu thoạt nhìn năng lượng này không có tác dụng gì, thế nhưng do ta tò mò nên còn lưu lại." "Thiên tôn?" Cổ Bàn bây giờ đã biết thiên tôn thực lực cùng địa vị như thế nào. Mặc dù không bằng bọn họ là vũ trụ sáng tạo giả, nhưng cho dù đã tồn tại hơn 1000 diễn kỷ Hồng Mông vũ trụ, cũng bất quá chỉ mới có 8 vị thiên tôn. Con số 8 là con số thiên tôn nhiều nhất. Một vũ trụ năng lượng nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh ra 8 đại thiên tôn. Theo như cổ bàn nói, phải cần đến mấy trăm phân màu xám năng lượng. Một thiên tôn chỉ có từng đấy năng lượng màu xám vật chất. Vậy phải cần đến bao nhiêu thiên tôn chết đi mới có đủ đây? Mà bao nhiêu cái diễn kỷ tới giờ Hồng Mông vũ trụ cũng bất quá đã chết một thiên tôn mà thôi. Vậy chúng ta nghĩ biện pháp khác thôi. Tại vô danh không gian tầng thứ 9, Tiểu Tử Thúi, nhanh lên đưa mấy kiện vũ khí của ngươi lưu lại, chúng ta sẽ tha mạng cho ngươi. Hai lão thần vương hung hăng nhìn Tần Tư nói. Tần Tư nhìn hai người tươi cười: "Hai lão thất phu, các ngươi đuổi ta 3 ngày 3 đêm, từng rằng ta sợ các ngươi phải không?" Tần Tư không cẩn thận tại một hồi chiến đấu để bại lộ một kiện nhất lưu Hồng Mông linh bảo. Khi còn sống, hai người đối với nhị lưu Hồng Mông linh bảo nhất định sẽ không để ý. Nhưng tại vô danh không gian này, một thần vương có một kiện thượng phẩm thiên thần khí đều đã rất nổi tiếng. Huống chi Tần Tư có nhị lưu Hồng Mông linh bảo siêu cường lực công kích. "Ngươi không sợ, sao còn lại muốn chạy?" Vu Thuận hừ lạnh một tiếng, ngữ khí khinh miệt, không thể nghi ngờ. "Đại ca, nói nhảm với hắn làm cái gì? Giết hắn, lấy vật mới là quan trọng nhất." Vu Viêm không nhịn được nói. Thần vương cũng đều có thuấn di thần thông, đuổi theo 3 ngày 3 đêm, cho dù là ai đều cũng cảm thấy có chút phiền phức. "Hai lão già này, ta chỉ là không muốn giết người thôi, các ngươi tốt nhất không nên ép ta." Tần Tư nói xong, sau đó thuấn di biến mất. Tần Tư không có nói sai, nếu vận dụng nhất lưu Hồng Mông linh bảo có thể giết chết hai lão già này, chỉ là như vậy tự mình sẽ nhiều người đuổi giết. "A!" Vu Viêm mở to hai mắt nhìn. "Còn mẹ nó, tên đó vừa lại chạy rồi. Đại ca, ta đều cũng nói chúng ta nên trực tiếp giết. Ngươi xem, hắn lại chạy rồi." "Nhị đệ, đừng lo, hắn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của huynh đệ chúng ta đâu." Vu Thuận trong mắt hiện lên một tia kỳ dị quang mang. Ánh mắt hắn đang đợi, chờ Tần Tư có thể hay không chạy đến người nào đó, nơi nào đó để cầu cứu. Nếu Tần Tư có hậu thuẫn cường đại, vậy bọn họ cũng chỉ có thể buông tha. Ngược lại, đuổi theo vài ngày khi Tần Tư về nhà chính, hay là vẫn còn chỉ một mình, vậy có thể giết người đoạt bảo rồi. Đồ vật này, huynh đệ hắn tự hồ vĩnh viễn đều cũng sẽ không uổng. "Người lúc nào cũng luôn nói như vậy, chúng ta đã đuổi 3 ngày 3 đêm rồi. Nếu không phải không gian này thiếu đồ tốt, có quỷ mới nguyện ý vì một kiện nhất lưu Hồng Mông linh bảo mà liều mạng." Vu Viêm phi thường bất mãn nói.
Xa xa, Tần Tư ẩn đi toàn bộ hơi thở, đi tới một mao ốc rất đơn sơ. Đó chính là lỗ chỗ ở của Tần Tư tại không gian vô danh này. Nếu dám tìm đến nơi đây, ta sẽ trực tiếp giết chết các ngươi. Tần Tư trong mắt hiện lên một tia bạo ngược. Vốn Tần Tư không muốn đánh giết, bởi hắn cũng không phải cái loại người nhàn rỗi. Trước đây vừa lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hắn liền đi lại khắp nơi. Kết quả gặp phải một thần vương của thần giới thứ nhất, hai người ngôn ngữ bất hòa liền động thủ. Tần Tư dù sao cũng chỉ là một tân thần vương, không phải là đối thủ của đối phương. Bất đắc dĩ, hắn xuất ra một kiện nhị lưu hồng mông linh bảo giết chết đối phương, nhưng lại không ngờ hành động của hắn bị Vu Thuận phát hiện. Vu Thuận đang xem cách đó không xa, hai người vì nhị lưu hồng mông linh bảo truy giết Tần Tư 3 ngày 3 đêm, làm cho Tần Tư nổi sát tâm. Tần Tư tuy không am hiểu trận pháp, nhưng tự mình lập lên một trận pháp để ẩn giấu hơi thở ở chỗ ở cũng không phải khó. Nếu không Tần Tư có hồng mông linh bảo, sợ rằng đã sớm truyền khắp vô danh không gian này rồi. Ẩn giấu hơi thở ư, cũng tốt, nhưng tưởng dựa vào liệt đằng trận pháp có thể giấu giếm huynh đệ hai người chúng ta hay sao? Người cũng quá xem thường chúng ta rồi. Vu Viêm thần nhân vẫn đi theo Tần Tư vào mao ốc, lại bị mao ốc trận pháp ngăn cản lại. Nguyên lai cũng chỉ có một mình ngươi, thế mà hại chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Vu Thuận nghiêm mặt, tự hồ Tần Tư không nói cho hắn sớm. Vu Thuận lộ ra nét mỉm cười. Như vậy cũng tốt, có ẩn giấu trận pháp hơi thở, chúng ta đoạt được hồng mông linh bảo của ngươi cũng không sợ người khác biết được, đỡ đi không ít phiền toái. Hai huynh đệ một trước một sau đi tới phía nơi ở của Tần Tư, tươi cười không hề cố kỵ đi vào nơi Tần Tư bố trí trận pháp đơn giản. Khi bọn họ tiến bước đầu tiên vào trận pháp, Tần Tư liền đã biết. Hai lão thất phu dám đến đây, tưởng rằng ta sợ các ngươi ư? Cũng tốt, giết chết các ngươi đi cho đỡ phiền toái vậy. Không một dấu hiệu, Tần Tư biến mất, phảng phất như tại đó căn bản là chưa từng có người. Không được chủ nhân cho phép, tại phủ đệ người khác hai người cũng dám tới sao? Thanh âm Tần Tư vang lên, sau một khắc thân hình xuất hiện trước mặt hai người. Tần Tư, chúng ta huynh đệ đuổi ngươi 3 ngày 3 đêm, hôm nay tới được nơi này, ngươi lại muốn chạy trốn sao? Vu Thuận đang khi nói chuyện một trường đánh ra. Ngươi nói đây là đâu? Tần Tư cười nói, Vu Thuận một trường đánh ra trước nhưng lại cách xa Tần Tư rất nhiều. Oanh một tiếng, theo Vu Thuận một trường đánh ra, không gian giữa ba người nhất thời bạo loạn, nhưng lại không có ảnh hưởng tới trận pháp ẩn giấu hơi thở mà Tần Tư đã bố trí. Vu Viêm vỗ tay cười to nói, ha 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 ha, đại ca, cứ làm như vậy, tiểu tử này sẽ không thể thuấn di được đâu. Nguyên lai là phòng ngừa ta thuấn di. Tần Tư cười, thế nhưng trong lòng lại nghĩ, cái này là các ngươi tự đào mộ chôn mình, không được oán trách ta. Vốn Tần Tư còn đang lo lắng mình sử dụng nhất lưu hồng mông linh bảo giết hai người này thật ra không khó, thế nhưng đầu tiên phải phòng ngừa hai người thuấn di mới được. Không nghĩ tới Vu Thuận lại đi trước một bước, tự mình giải quyết rồi. Động thủ! Vu Thuận quát, đồng thời trên tay xuất hiện một cái viên hoàn thật lớn. Viên hoàn bên ngoài đều là lưỡi dao sắc bén, nội quyền là một cái ao tào. Viên hoàn là một vũ khí hình tròn, ở giữa có một thanh ngang gọi là ao tào. Vu Thuận tay gắt cao nắm chặt ao tào, tay vừa phất viên hoàn nhanh chóng xoay tròn hướng Tần Tư mà chém tới. Cùng lúc đó, Vu Viêm trên tay xuất hiện một binh khí ngắn có đầu nhọn, trên đầu nhọn còn nổi lên nhẹ nhẹ màu đen ngọn lửa. Cứ nhiên là thượng phẩm thần khí. Tần Tư thần thức đảo qua hai kiện binh khí không khỏi kinh hô, trên mặt tràn ngập vẻ mặt trào phúng. Bồng bồng, hai thanh âm chậm chậm vang lên. Thân thể Tần Tư không hề di động, mặc cho hai kiện thượng phẩm thần khí đánh vào chân người. Trong cơ thể Hỏa Nguyên Linh Châu vừa động, dễ dàng chịu hai người công kích. Ngươi! Vu Thuận trên mặt một trận căm tức nhìn Tần Tư, hận không đem được Tần Tư chém thành hai nửa. Bất quá con mắt hiện ra vẻ vô cùng tham lam. Ngươi còn có hồng mông linh bảo sao? Vừa rồi ngăn trở bọn họ công kích, trong nháy mắt Vu Thuận rõ ràng cảm giác được đến từ trong cơ thể Tần Tư có một cỗ năng lượng, thế nhưng không phải lực lượng của thân thể. Đương nhiên, đồ vật ta có rất nhiều đồ vật tốt, nếu các ngươi nguyện ý kêu ta là chủ nhân, ta sẽ không ngại cho các ngươi mỗi người một kiện cực phẩm thiên thần khí đâu. Tần Tư hứng thú nói, cực phẩm thiên thần khí ư? Vu Thuận, Vu Viêm nhất thời ngây người một chút. Cực phẩm thiên thần khí, nếu là đồ tốt có thể so với nhị lưu hồng mông linh bảo. Ngươi nói có thật không? Vu Thuận âm trầm nghiêm mặt hỏi. Tần Tư sừng sốt, không nghĩ tới
mình nói một câu chê cười, hai người này cũng coi là thật. Ý tứ trong câu nói của Tần Tư chỉ mang tính chất chê cười, hắn chưa hề nghĩ đến sẽ chiêu mộ hai kẻ thần vương này làm thuộc hạ dưới tay, bởi vì trong tay hắn căn bản là không có cực phẩm thiên thần khí. Bất quá khi chứng kiến sắc mặt của Vu Thuận, Tần Tư trong lòng khẽ động, cười nói: "Đương nhiên, ta nói có thể sai sao?" "Làm sao bây giờ?" Vu Viêm truyền âm cho Vu Thuận hỏi. Nói thật, hắn đích xác có chút dao động. "Hảo." Vu Thuận không do dự, ngẩng đầu mạnh, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. "Nếu ngươi thật sự cho huynh đệ mỗi người chúng ta một kiện cực phẩm tiên thần khí, hai huynh đệ chúng ta cho dù nhận ngươi là chủ nhân cũng không có gì." "Sao?" Tần Tư không có nghĩ tới, tại không gian này chỉ cần xuất ra một kiện cực phẩm tiên thần khí là có thể hiệu mệnh cho một thần vương. Lúc đầu Tần Vũ đưa Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo cho Tần Tư cũng không nghĩ là để chiêu lãm thần vương. "Được, các ngươi trước tiên kêu chủ nhân nghe một chút đi, nói không chừng ta có một chút cao hứng sẽ thưởng cho các ngươi hai kiện Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo, nói không chừng cũng có thể." Tần Tư hai tay khoanh trước ngực, trên mặt mang theo ý tứ ngoạn vị tươi cười. "Hai kiện Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo ư?" Hai người sửng sốt, mặc dù cực phẩm thiên thần khí uy lực đủ để so với Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo, nhưng dù sao không phải Hồng Mông Linh Bảo, không có Hồng Mông Linh Khí, nói chung vẫn kém một tầng. Vu Thuận khẽ cắn môi, mặt đã đến mức đỏ bừng, từng chữ một nói: Chủ nhân. Tần Tư khi nghe một tiếng chủ nhân thật sự vô cùng thoải mái, cười đủ rồi hắn quay sang Vu Viêm nói: "Đại ca của ngươi cũng đã kêu rồi, còn ngươi thì sao?" Vu Viêm cắn răng không căm lòng kêu một tiếng: "Chủ nhân." Tốt, người hầu." Tần Tư cười to: "Nếu trong tay ta có nhiều người hầu, thật muốn thu các ngươi hai người làm vi phó. Bất quá chủ nhân không có ý tứ nói cho các ngươi, ta mặc dù Hồng Mông Linh Bảo không ít, nhưng Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo chỉ có hai kiện thôi. Đương nhiên thu hai ngươi thần vương làm người hầu cũng đáng giá, chỉ bất quá có điều..." Trong mắt Tần Tư lãnh quang chợt lóe, sát khí cũng hiện lên. "Chỉ có điều các ngươi hai người còn chưa đủ tư cách." Ngươi lừa chúng ta ư?" Vu Thuận, Vu Viêm hai người vẻ mặt đỏ bừng, đương nhiên một nửa là tức giận, còn một nửa là mắc cỡ. "Bây giờ mới nhìn ra sao, các ngươi hai người thật sự trí khôn không thấp như bình thường." Tần Tư mặc kệ hai người nổi giận, tiếp tục trào phúng nói: "Ta giết ngươi." Vu Viêm nghĩ đến vừa rồi mình kêu một tiếng chủ nhân, nhất thời không nén nổi lửa giận trong lòng, không có sử dụng thượng phẩm thần khí mà là trực tiếp lợi dụng thần vương thần thông xé rách không gian, vết rách không gian thẳng tắp tới người Tần Tư mà kéo dài đi tới. Không gian nứt ra, tại trong vô danh không gian, đây chỉ sợ là một loại công kích cực mạnh của thần vương. Tần Tư khinh miệt cười một tiếng, lắc mình né qua, đồng thời trong tay hiện ra một cây trường thương toàn thân phát tán ra kim sắc. Kim thương này chính là khi Lâm Mông lần đầu tiên gặp Tần Vũ, một kiện Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo đó đã tặng cho Tần Tư. "Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo?" Vu Thuận, Vu Viêm cảm nhận được hồng mông lực cuồn cuộn ấy, trong lòng kinh hãi. Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo chính xác là xuất xứ tại vũ trụ không gian, cũng không phải như thần vương thông thường có thể nhận lấy được, càng huống chi ở vô danh không gian này vốn thiếu thốn linh bảo. "Đúng, biết là tốt rồi, chịu chết đi." Tần Tư trong mắt hàn quang chợt lóe, kim thương trong tay đột nhiên mạnh mẽ đâm vào Vu Viêm. Mũi nhọn kim thương đi qua, không gian căn bản không cách nào chịu đựng được lực lượng khổng lồ ấy, tại phạm vi chung quanh mũi thương bạo phát lên tạo thành từng vết nứt. "A!" Vu Viêm chỉ cảm thấy trong đầu mình một trận mê muội, mắt nhìn mũi thương màu vàng đâm qua mình, thế nhưng bất lực không cách nào chống cự, ngay cả bản năng né tránh cũng không có. Hiệu quả đặc thù là nhiếp hồn, đây cũng là cái hiệu quả đặc thù duy nhất của Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo. Bang! Vu Thuận trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Vu Viêm, đưa tay đẩy Vu Viêm, cùng lúc nghiêng thân mình qua một bên, hai người đồng thời tránh được mũi thương kim sắc đoạt mệnh ấy. "Để ta xem, lần sau ngươi còn tránh lẽ được mấy lần." Tần Tư phun ra một nhúm nước bọt. "Hai cái lão thất phu, hôm nay vốn liếng của tiểu gia ta đã hoàn toàn để lộ cho các ngươi rồi. Nói cách khác, hôm nay ta phải giết hai ngươi để diệt khẩu." Một kiện Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo là có thể mua được một vị thần vương. Tần Tư không dám tưởng tượng nếu để cho mọi người biết chính mình có Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo sẽ có kết cục như thế nào. Ong! Không gian một trận rung động,
nhìn thấy viên hoàn kia của Vu Thận đột nhiên giữa chấn động mà bùng lên, phạm vi rất nhỏ, tuy nhiên tần suất lại cực cao. Một kiện thượng phẩm thần khí lại có thể dẫn động khởi không gian chung quanh từng mảnh vỡ vụn. Tiểu tử thối, xem ngươi có thể chống lại lực công kích cực mạnh của ta như thế nào. Vu Thận nói xong, chỉ thấy viên hoàn nọ rung động bay về phía Tần Tư. Chung quanh viên hoàn, không gian hoàn toàn vỡ tan. Chỉ một kiện thượng phẩm thần khí mà phát ra công kích cường hãn như vậy, thực lực của Vu Thuận này đích xác là mạnh mẽ. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải ngạnh kháng sao? Tần Tư cười lạnh một tiếng, mũi nhọn trường thương kim sắc vừa chĩa ra, một đạo năng lượng đạm kim sắc từ mũi thương phóng tới. Tần Tư suy nghĩ rất đơn giản, lợi dụng uy lực của Nhất Lưu Hồng Mông Ninh Bảo hoàn toàn phá vỡ kiện binh khí quái dị nọ của Vu Thuận. Ngươi tưởng đơn giản nữ? Vu Thuận khinh miệt nhìn thoáng qua Tần Tư, năng lượng màu vàng nọ mới vừa ngưng tụ xong, Tần Tư kinh hãi phát hiện viên hoàn đó mang theo không gian vỡ vụn đột nhiên trong giây lát mà biến mất. Tiểu tử thối, để cho ngươi kiến thức một chút uy lực của thời gian gia tốc đây. Vu Thuận đang khi nói chuyện, viên hoàn nọ lại xuất hiện, chỉ có điều lần này xuất hiện đã hiện ngay trước người Tần Tư, căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Vù vù, viên hoàn hiển hiện xoay tròn, rung động không ngừng, dẫn động vô số khe nứt không gian tại ngang hông của Tần Tư đột nhiên cắt xéo qua. Vu Thuận nghĩ đúng là không tệ, nhưng lại vẫn đánh giá chưa đúng mức Tần Tư. Bang, một âm thanh giòn tan vang lên, cái khe không gian biến mất, viên hoàn cũng ngừng xoay tròn, từ đoàn giữa gãy lìa ra, còn thân thể Tần Tư cũng không mảy may thiệt hại gì. Điều này sao có thể? Vu Thuận sợ ngây người. Chiêu này hoàn toàn đánh vào trên thân thể của Tần Tư, thần vương thần thông ngăn chặn căn bản là không có khả năng bình yên vô sự. Làm sao mà không có khả năng? Tần Tư sắc mặt lộ vẻ hung hãn, mới vừa rồi Vu Thuận xuất chiêu đó cũng đích xác rất lợi hại, cho dù lấy thân thể thần vương cũng phải bị cắt thành hai nửa. May mắn có Hỏa Nguyên Linh Châu hộ thể mới có thể giữ cho chính mình bình yên vô sự. Thượng phẩm thần khí đã có uy lực như thế, nếu cấp cho hắn một kiện Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo, vậy còn gì để nói nữa đây? Lão tiểu tử, ngươi không tệ nha, vậy mà đã hiểu được thời gian gia tốc rồi. Chỉ có điều, nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng được ta, ta đây khuyên ngươi bỏ đi tư tưởng này còn chưa muộn đâu. Xem lo toàn trùy hình toàn của ta đây. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng của Vu Viêm, mang theo cơn giận dữ bừng bừng. Một tiếng xé gió chói tai truyền đến, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, kiện thượng phẩm thần khí nọ của Vu Viêm đã xoay tròn đâm tới bên mình Tần Tư. Lão hổ không ra oai, các ngươi cho ta làm mèo bệnh sao? Tần Tư lúc này thật sự nổi giận, quyết định lấy tốc độ nhanh nhất giết chết hai lão già trước mặt này. Oanh một tiếng, trong nháy mắt một mảng lớn hư vô nghiệp hỏa vây quanh chỗ Tần Tư đứng, sau đó không quản tới phản ứng của hai người, kim thương hồi chuyển lần nữa đâm vào Vu Viêm. Nhiếp hồn, và một thoáng kim thương đâm về Vu Viêm. Vu Viêm cũng lại giống như mới vừa rồi, thừ người ra một chút, đại não đã mất đi ý thức năng lực. Nhị đệ, mặc dù mắt không nhìn thấy gì, nhưng thần thức của Vu Thuận vẫn luôn chú ý đến Vu Viêm. Lần này không giống mới vừa rồi, mà không gian nhỏ này bây giờ không những đầy hỗn loạn mà còn tràn ngập hư hỏa nghiệp hỏa. Mặc dù với thực lực của hắn, hư hỏa nghiệp hỏa không có mang lại cho hắn thương tổn bao nhiêu, nhưng cũng đủ để hạn chế hành động của hắn rồi. Phốc, mũi nhọn của kim thương chuẩn xác không sai lệch đâm vào đầu của Vu Viêm, bỗng chốc liền đâm xuyên qua linh hồn thực tại cũng theo đó mà tiêu tán. Nhị đệ, Vu Thuận giống to một tiếng. Vu Viêm mặc dù là người lỗ mãng nhưng có thể tu luyện đến cảnh giới thần vương, điều đó yêu cầu thiên phú cùng nghị lực rất cao. Hai người tìm kiếm không biết qua bao nhiêu năm tháng mới kết hợp được mối cảm tình thắm thiết, mà hôm nay mới mấy hiệp liền để cho người ta một thương đâm chết đi. Tiểu tử thối, ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi báo thù. Vu Thuận không có lựa chọn cùng Tần Tư liều mạng, hắn cũng biết mặc dù chính mình đã lĩnh ngộ thời gian gia tốc, nhưng tưởng muốn giết chết Tần Tư có thêm Hồng Mông Linh Bảo chính là khó mà làm được. Muốn chạy ư? Tần Tư đã hoàn toàn bại lộ thực lực, nếu để cho Vu Thuận chạy thoát, vậy suốt đời chính mình sẽ phải lâm vào trong tranh đấu không ngừng. Thời gian gia tốc. Trong mơ hồ truyền đến thanh âm của Vu Thuận. Trong khoảng khắc, thần thức của Tần Tư đã hoàn toàn không tìm được tung tích của Vu Thuận. Hãy chờ đi tiểu tử, sẽ có thần vương vô số tới tìm ngươi, ta sẽ chờ đợi đến nhặt xác cho ngươi. Trong không khí vẫn còn văng vẳng vang lại tiếng thóa mạ bi phấn của Vu Thuận.
Không xong rồi, ta làm sao chậm chạp như thế, vậy mà để chạy thoát một tên rồi. Tầm Tư thầm mắng chính mình, cái này xong rồi, trong tương lai sẽ đón nhận truy sát vô cùng vô tận đây. Lão bà nơi đó nhiều nhị lưu hồng mông linh bảo như vậy không có sử dụng, ta lúc đó như thế nào lại không yêu cầu một ít đây. Tần Tư vừa nghĩ đến tác dụng của nhị lưu hồng mông linh bảo lại thầm hối hận, nếu có thể biết trước được tình hình hiện tại, cho dù là 18 vạn lão ba nơi đó cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi. Khi Vu Thuận chạy đi, lập tức thuấn di chạy thoát, đồng thời đem hình tượng và khí chất của Tần Tư dùng hình ảnh ghi chép lại, sau đó mới truyền cho tất cả thần vương nhận thức của chính mình, cũng để lộ ra người này trên người có một vài kiện nhất lưu nhị lưu hồng mông linh bảo. Qua thời gian vài ngày, tin tức kia cơ hồ đã được tất cả mọi người trong tầng không gian thứ 9 biết được, kể cả Tả Thu Mi cùng Tuyết Thành, bao gồm cả Chu Hoắc, Chu Hiền, đương nhiên cũng bao quát cả người của Chu gia đệ nhất thần giới. Chu An nguyên là lôi phạt thiên tôn của Lâm Mông vũ trụ, mặc dù tu vi hoàn toàn không có, nhưng tại Chu gia vẫn đang là lãnh tụ tinh thần. Tần Tư, chẳng lẽ đó là con trai của Tần Vũ? Chu An buồn bực nói. Chu Hoắc, Chu Thông, Chu Hiểm, Chu Nhiên, Chu Hiển, năm vị thần vương đều đứng thẳng cúi đầu. Là con trai của Tần Vũ và Khương Lập sao? Nghe nói như thế, Chu Hiển phản ứng đầu tiên. Tần Vũ, cái tên này hắn đúng là hận đến tận xương tủy. Ra ra, để con đi giết chết hắn. Chu Hiển không hề nghĩ ngợi, nói thẳng ra, có thể giết được thân nhân của Tần Vũ, cho dù có chết, Chu Hiển hắn cũng cảm thấy đáng giá. Hiển nhi, không nên quá xúc động, trước đây chính là đối với Tần Vũ đánh giá không đúng mới đưa đến diệt vong cho Chu gia ta, bài học như vậy xuất hiện một lần cũng đã đủ rồi. Dạ, ra ra. Cho dù đối mặt với Chu An không có bất cứ tu vi gì, Chu Hiển cũng không dám có nửa phần ngỗ nghịch. Người của Chu gia đối với Tần Vũ đều là hận thấu xương, Chu Hiển như thế, Chu Hoắc cũng vậy, Chu An cũng giống như vậy, hoặc là nói rằng ngược lại Chu An mới đúng là hận Tần Vũ nhất. Không nhịn được bởi vì hắn mà chết nên cái thế giới người chết này tu vi chỉ một điểm nhỏ cũng không có được, còn không bằng một người tu chân bình thường, vốn là lôi phạt thiên tôn cao cao tại thượng, vậy mà thoáng một cái, bất luận là thực lực hay địa vị cũng đã biến đổi, đúng là không đáng giá một đồng xu. Cha, dù sao Tần Vũ đó cũng không có khả năng đi tới cái không gian này được, chính là chúng ta giết con của hắn, vậy hắn gây khó dễ với chúng ta cũng không có biện pháp à. Chu Nhiên là thần vương của Chu gia đầu tiên bị Tần Vũ giết chết, đối với Tần Vũ quả nhiên là hận thấu xương. Nhưng trong tay hắn dù sao cũng có nhất lưu hồng mông linh bảo, hơn nữa địa vị bây giờ của Tần Vũ ta không dám bảo đảm, trong tay con hắn có hay không có được cái loại bảo vật thiên tôn linh bảo, nếu có, những người chúng ta tại đây cho dù gộp hết tất cả vào chỉ sợ cũng không đủ để đánh bại hắn đâu. Chu An rất hiểu rõ địa vị của Tần Vũ. Tần Vũ chính là sư thúc của mình, sư thúc của thiên tôn, nhân vật cùng Lâm Bông sư tôn xưng huynh gọi đệ. Người khác có thể không biết, Chu An làm thiên tôn đúng là hiểu rõ ràng sâu sắc tầng lớp lợi hại chức vụ đó. Thiên tôn linh bảo ở trong mắt bọn họ chẳng qua là con kiến hôi tầm thường. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn hắn như vậy sao? Chu Hoắc cũng là không cam lòng nói. Tiếp tục tuyên truyền ra bên ngoài, giải thích ta sẽ khôi phục thực lực, nói để cho tất cả mọi người tin tưởng. Còn với Tần Tư bên kia, chúng ta trước tiên cứ lặng lẽ theo dõi mọi biến chuyển của nó đi. Chỗ ở của Tả Thu Mi, thần vương Tuyết Thành vẻ mặt lo lắng đi đến. Thu Mi, nàng cũng biết đấy, cái tên tiểu tử của Tần gia kia thật đúng là có khả năng sáng tạo mà. Thời gian mới đây có bao lâu, hình như hắn sợ người ta không biết hắn có loại hồng mông linh bảo không bằng. Lúc trước mới nhìn tiểu tử này cũng không phải là loại người ưa nhàn rỗi, bất quá muội cũng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã để bại lộ thân phận rồi. Tả Thu Mi cũng chỉ lắc đầu thở dài. Đối với Tần Tư, trong lòng Tả Thu Mi có một mối cảm tình đặc thù. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tử này chính là cùng Chu gia có cửu oán, bây giờ đại bộ phận thần vương lại đều vây quanh Chu gia, vẫn luôn tin tưởng lôi phạt thiên tôn có ý một ngày sẽ khôi phục thuyết pháp thực lực. Sự lo lắng của thần vương Tuyết Thành không phải không có đạo lý, hiện giờ có thể thật lòng trợ giúp Tần Tư cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Tả Thu Mi cắn răng. Bất kể bị ra làm sao, chúng ta cũng phải giúp đỡ Tần Tư. Khương Lan cùng Dịch Phong bây giờ đều đang giúp đỡ Tần Vũ, chúng ta không lý do gì không giúp đỡ con của hắn cả.
Ta cũng nghĩ là như vậy. Bất quá ta trước tiên hãy đi xem thử một chút sẽ có bao nhiêu thần vương nguyện ý đứng về phe của chúng ta đây. Tuyết Hành lên tiếng. Dù sao ở trong tầng không gian này cơ hồ cũng chính là lấy số lượng thần vương của mỗi phe để xác định thực lực. Thật không ngờ là đã có quá nhiều người đến đây tranh giành với nhau như vậy, thật là kích động. Tần Tư đứng tại nơi cư trú cũ của mình, dưới chân hắn vốn trước đây là một túp lều tranh. Các thần vương khác tranh giành với nhau nơi này liền làm cho nơi này bị phá hủy một cách dễ dàng. Hiện tại xung quanh Tần Tư một cảnh hoang tàn, giống như là đã trải qua một trận động đất lớn vậy. Nơi này không thể lưu lại được nữa rồi, lại phải đi tìm một chỗ khác ở vậy. Tần Tư thay đổi hình dạng, cũng cải biến một chút khí tức để cho những kẻ khác sẽ không dễ dàng nhận ra hắn. Thuấn di một cái đã rời đi mấy ngàn vạn dặm, lần nữa xuất hiện trên bầu trời, phi hành chậm rãi không có mục đích. Theo nhu cầu sẽ tìm một cái địa phương thích hợp với việc tu luyện của mình. Ẩn giấu khí tức cố nhiên sẽ có thể giảm thiểu cơ hội để kẻ khác tìm được ta. Thế nhưng chỉ có thực lực cường đại mới có thể thực sự bảo đảm an toàn của chính mình được. Tần Tư đúng là hiểu sâu sắc điều này. Việc cấp bách trước mắt tức là tăng cao thực lực, lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, chính là cần tiếp tục lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Dù là chỉ riêng với thời gian gia tốc cũng có thể đối với chiến đấu mang lại ảnh hưởng không tưởng tượng được. Nhớ tới lúc Vu Thuận dựa vào thời gian gia tốc, dựa vào chấn động đã có thể dùng một kiện thượng phẩm thần khí xé rách không gian. Và lại đó cũng chỉ là vẻn vẹn uy lực của thần khí. Nhưng chỉ ở điểm này Tần Tư tự nhận căn bản không cách nào làm được cả. Thời gian pháp tắc không nghĩ tới vừa mới xuất quan lại phải tu luyện lĩnh ngộ thời gian pháp tắc rồi. Tần Tư bất đắc dĩ tự nhủ, nếu so với các thần vương khác, thời gian Tần Tư tới nơi này vẫn còn quá ngắn ngủi. Lúc này mới vừa lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thông qua đối chiến cùng Vu Thuận, Vu Viêm, Tần Tư mới nhận thức sâu sắc tác dụng của thời gian pháp tắc. Đúng là nơi này rồi. Tìm thấy một sân cốc rất bình thường, Tần Tư ngừng lại. Sân cốc này chung quanh vạn dặm đều rất vắng vẻ, không có bóng người. Tìm một chỗ như vậy để ẩn cư tu luyện thật không tệ. Chẳng qua là Tần Tư không biết hắn có thể ở chỗ này ẩn cư được bao lâu. Mau đi, nhà đầu chết tiệt kia, lê lết lề mề, chừng nào mới có thể thấy được Thiên Tôn Thành đây. Giữa lúc Tần Tư đang suy nghĩ nên xây dựng một căn nhà như thế nào thì có ba người xâm nhập vào trong phạm vi thần thức của Tần Tư. Tần Tư cẩn thận quan sát, lại nhìn thấy hai người áp giải một nữ tử quần áo không chỉnh tề đang đi qua sân cốc chính mình đã tuyển chọn. Hai tên nam tử cầm roi trong tay thúc giục cô gái kia. Cô gái đó trên người có mấy chỗ loang vết máu, y phục cũng đã bị xé rách toang, từng nét hình dạng bên trong lộ ra vệt máu màu xám cùng với làn da trắng nõn. Nhưng bọn này dường như đối với nàng kia lại không có ảnh hưởng chút nào, trên mặt lộ đầy vẻ khinh thường. Các người phong bế lực lượng trong cơ thể ta, bây giờ ta so với một người bình thường cũng không sai biệt lắm, làm sao có thể đi nhanh được đây. Pang, một roi quất vào lưng nàng kia, nhất thời y phục phía sau nàng lại bị xé rách một mảng, máu màu xám theo vết thương ngoài da chảy ròng ròng xuống. Cô gái nén chịu sự đau đớn đâm sâu vào tâm hồn, cắn chặt hàm răng, sắc mặt càng trở thêm trắng bệch đi vài phần. Sao hả? Mùi vị phệ hồn tiên này như thế nào? Đi nhanh lên một chút thì trên con đường này ngươi còn có thể thoải mái hơn được một chút. Hai người này rất muốn mang theo cô gái Thuấn Di đi đến Thiên Tôn Thành, nhưng cô gái này không đồng ý mà còn uy hiếp trắng trợn hai người. Một khi dùng sức mạnh, nàng sẽ lập tức dẫn phát linh hồn tự bạo. Mặc dù như vậy không thể mang đến nhiều thương tổn lớn cho đối phương, nhưng dù sao có thể làm cho hai người không hoàn thành được nhiệm vụ. Nghĩ tới sự tàn khốc của thần vương Chu Bình, hai người cũng chỉ phải quên đi mức độ nhanh chậm, lựa chọn phương thức tổ hợp phi hành cùng bộ hành mà tiến bước. Lúc đầu làm sao mà không nghĩ tới xuất ra phải món thiên thần khí đó vậy? Tần Tư đang ở xa xa dùng thần thức quan sát thầm mắng chính mình. Nhưng thật ra điều này cũng không trách hắn. Dưới tình huống lúc đó, với thân phận của hắn, lấy vài món thiên thần khí ở trên người quả thật là không có tác dụng gì. Nên làm cái gì bây giờ? Tần Tư ẩn giấu khí tức, tự hỏi phải làm thế nào mới có thể cứu được cô con gái kia. Vận dụng nhất lưu hồng mông linh bảo, tại trong nháy mắt ta có thể giết chết một mạng, thế nhưng tên kia ắt sẽ thuần di chạy thoát. Vậy hành tung của ta ắt phải bại lộ rồi. Đại loạn không gian ư? Có chờ mới biết bọn họ có hay không biết được thời gian gia tốc đây. Tần Tư trong lòng chủ tính, đắc tội với quá nhiều người không phải là mục đích của Tần Tư muốn có. Nhưng trơ mắt nhìn nữ tử này bị bọn họ mang đi,
trong tâm tư của Tần Tư cũng có chút không đành lòng. Chào ngươi, trước mắt ngươi cứ buông lỏng ra, ta muốn giúp ngươi. Tần Tư cuối cùng cũng nghĩ ra được một biện pháp, nhưng cần nàng ta phối hợp mới được. Tần Tư liền truyền âm cho nàng ấy. Nữ tử ấy hơi sừng sốt, chẳng mấy chốc liền khôi phục. Thời gian trước sau cũng chỉ có 1% giây. Hai người kia căn bản không chú ý tới biến hóa xuất hiện thoáng qua trên mặt nàng. Ta hỏi ngươi đáp, nếu đúng ngươi hãy nháy mắt một cái, không đúng nháy mắt hai cái. Tần Tư nói. Nàng ta nghe được truyền âm của Tần Tư, nháy mắt liền một cái. Ngươi có nắm chắc một kích giết chết một người trong bọn họ không? Nghe xong câu hỏi của Tần Tư, nàng kia đầu tiên là nháy mắt một cái, tiếp theo lại nháy mắt hai cái. Tần Tư ngẩn người, lập tức tỉnh ngộ, tiếp tục hỏi. Sau khi ta giúp ngươi giải khai phong ấn, ngươi có thể dưới tình huống tập kích bất ngờ xuất một kích giết chết một người trong bọn chúng chứ? Nữ tử nháy mắt một cái. Tốt, chờ một chút, nhìn sắc mặt ta mà hành sự. Tần Tư nói xong liền không để ý tới nàng kia nữa, mà là hướng thẳng về phía bọn chúng mà bay đi. Là ai? Khi Tần Tư cách bọn họ còn vài trăm dặm, phóng ra thần thức đã qua biến đổi của mình, cũng để cho hai người dụng thần thức phát hiện dễ dàng. Cái này là khách không mời mà đến. Khoảng cách vài trăm dặm thoáng một cái đã đến. Hai người vừa dứt lời, thanh âm của Tần Tư đã xuất hiện ở trước mặt bọn chúng, gương mặt đầy vẻ tươi cười nói. Người qua đường, người qua đường. Hai người nhanh chóng đem cô gái kia che khuất phía sau, quan sát Tần Tư từ trên xuống dưới một hồi, không chút khách khí nói. Nguyên lai là thần vương mới đặt tới đệ nhị thần giới, ngươi tới nơi này làm gì? À, tiểu nhân mới vừa rồi cũng đã nói rồi thầy, đi ngang qua. Tần Tư vừa nói vừa ngoái đầu qua nhìn, không chớp mắt vào cô gái kia. Nhìn cái gì, mau cút đi, nếu chậm coi chừng cái mạng chó của nhà ngươi. Hai người tức giận quát lên, đồng thời nói thầm trong bụng. Nếu không phải thời gian gấp rút, lão tử bây giờ đã lấy mạng chó của ngươi rồi. Tần Tư trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn không có phát tác, vẻ mặt vẫn cứ cười cười nói. Nhị vị gia gia, ta mới vừa rồi nhìn cô nương này nhan sắc không tệ, nổi lên lòng tham, đã nhìn vừa mắt rồi. Tần Tư diễn trò xem ra thật sự là một người lão luyện. Khi nói chuyện mắt vẫn không quên nghĩ nghĩa chỗ y phục rách hở của cô gái ấy. Cô gái ấy rất thích nghi với sự hợp tác, đúng là chằm chằm nhìn Tần Tư, hướng về phía hắn phun một bãi nước bọt. Hai người nhìn thấy bộ dáng Tần Tư như thế đều ha ha cười to. Ngươi tâm trí không kiên định như thế, thật không biết ngươi làm sao mà tu luyện đến cảnh giới thần vương được đây. Ôi, điều đó cũng không dễ dàng, ta đây có 6 song tu. Tần Tư nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại, hai tay che miệng, ô nói. Nguy rồi, nói lỡ miệng rồi. Hai người nghe được song tu hai chữ, nhất thời mắt sáng lên, dồn dập hỏi. Cái gì, có phải ngươi có công pháp song tu hay không? Bọn họ đã tu luyện đạt đến cảnh giới như thế này, muốn tăng cao thêm một bậc cũng rất khó khăn. Nếu mà có một bộ song tu công pháp, có thể sẽ nhận thức rất nhanh cảnh giới lĩnh ngộ của đối phương. Như vậy tốc độ hai người tu luyện hoàn toàn là tăng lên gấp 2 lần. Nếu như hai người có thể nghiên cứu lĩnh ngộ một phần thời gian pháp tắc, chính là cùng nhau trở thành tiên tôn cũng không phải không có khả năng. Tần Tư trên mặt hiện ra vẻ hơi khó khăn, kinh hoàng lo sợ nói. Xin lỗi nhị vị sư gia, tôi sư tôn ta từng nói qua, hắn truyền cho ta đúng là công pháp song tu tốt nhất mà, yêu cầu ta nhất thiết không được truyền cho người khác. Hai người kia nghe thế nào có chịu, đã nghe nói là công pháp song tu tốt nhất, lập tức tinh thần tỉnh táo, lộ ra thái độ của ác nhân. Tiểu tử, ta trước không nói cho ngươi biết, huynh đệ hai chúng ta chính là người của thiên tôn thành. Nếu như ngươi đàng hoàng giao ra công pháp, huynh đệ hai người chúng ta ngược lại có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu không thì chúng ta thiên tôn thành là nhân tài kiệt xuất của đệ nhất thần giới, giết một tên thần vương mới tấn của đệ nhị thần giới đương nhiên không tính là cái gì. Muốn như thế nào, ngươi cần phải suy nghĩ cho thật rõ ràng. Tần Tư đáy lòng cười một tiếng, cơ hội đã tới rồi. Thừa dịp khi hai người bọn họ đem toàn lực chú ý vào trên người hắn, phân ra một tia linh hồn lực dung nhập vào trong cơ thể của nàng kia, bắt đầu phá giải thủ pháp phong ấn đơn giản đó. Bên này Tần Tư cũng không dám chậm trễ, sợ lộ chân tướng, làm bộ như khủng hoảng nói. Các ngươi như thế nào có thể như vậy được? Các ngươi đây rõ ràng là giết người cướp của mà. Hai người liếc nhau đều sừng sốt. Giết người cướp của? Lời nói này cũng được một tên thần vương nói ra sao?
cái tên thần vương kia trong quá trình tu luyện không phải là tràn ngập sự giết chóc sao? Đột nhiên hai người giống như trong một lúc đạt được điều gì đó, hai cặp mắt càng thêm sáng láng, thần thức truyền âm cho nhau nói: tiểu tử này không phải là chỉ dựa vào song tu đã nhẹ nhàng đặt đến cảnh giới thần vương đấy chứ? Nếu là như vậy, công pháp song tu này của hắn cũng quả kinh khủng rồi. Đúng vậy, có điều không chắc làm cho người ta tin tưởng, đợi ta gạn hỏi hắn thử xem. Một người trong đó nói: tiểu tử, ngươi không phải là cả ngày ngâm mình trong cái tổ to lớn của đàn bà sao? Ồ, ngươi làm sao biết được? Tần Tư cố ý kinh ngạc nói: đúng, đừng nhiều lời, mau giao ra đây. Tên còn lại đã không còn kiên nhẫn, lúc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng, bọn chúng còn phải gấp rút lên đường. Được, ta giao, ta giao. Tần Tư ra vẻ bối rối nói, đồng thời đưa cho hai người một khối ngọc giản. Hai người mừng rỡ, căn bản không có hoài nghi Tần Tư lừa gạt, cao hứng nhận lấy ngọc giản. Trong nháy mắt, từng tên liền tự phân ra một tia thần thức tham nhập vào trong đó. Oanh sát! Một lớn một nhỏ, hai tiếng vang lên, nhìn lại trong tay Tần Tư đã thấy lấy ra một cây trường thương kim sắc. Mũi thương kia đã cắm vào giữa đầu một người, trong nháy mắt xuyên qua phá tan linh hồn. Còn nàng kia ác hơn, nắm tay tỏa kim quang trực tiếp đánh vào đầu đối phương. Oanh một tiếng, không còn một mảnh. Năng lượng cuồng bạo, ngay cả vùng liên quan đến linh hồn cũng cùng nhau vỡ nát. Người cũng thật là tàn nhẫn đấy. Tần Tư nhìn thấy trước mắt thủ đoạn của nàng ta, không nhịn được kinh hãi thốt lên: trước tiên ta cảm ơn người đã cứu mạng ta. Nàng ta liếc mắt nhìn Tần Tư lạnh như băng nói: bất quá người mới vừa rồi ánh mắt đó làm cho người ta rất là chán ghét. Đó không phải là vì để diễn trò sao? Nếu không ta làm sao có thể cứu được ngươi đây? Tần Tư giải thích nói: với thực lực của ngươi hoàn toàn có thể giết chết một tên, uy hiếp một tên kia chạy trốn cơ mà. Nàng ta kỳ thực nhìn cũng không thấy, vẫn còn nói ra: ta không muốn lại đắc tội thêm nhiều người, cho nên phải một kích mà giết hết mới được. À được rồi, cho dù ngươi nói thế nào ta cũng đã cứu được ngươi. Ngươi là ai, tên gọi là gì? Ta là tiên ma yêu giới ám tinh giới, đảm nhiệm đệ tam kim hình quân Băng Nghiên. Băng Nghiên nói xong lời này, trong thần sắc hiện ra vẻ ngạo mạn không thể tả. Ám tinh giới của tiên ma yêu giới ư? Tần Tư đột nhiên đôi mắt sáng ngời, lại từ trên xuống dưới đánh giá Băng Nghiên một lần nữa. Băng Nghiên mặt đỏ lên, tâm niệm vừa động, vốn những chỗ rách hở của y phục trong nháy mắt lại khôi phục lại nguyên dạng, che đi da thịt trắng nõn vốn lộ liễu ở bên ngoài, hướng về phía Tần Tư nói: đúng là ám tinh giới của tiên ma yêu giới. Thêm nữa, ngươi cũng đừng dùng ánh mắt ghê tởm đó mà nhìn ta. Ha ha, cô nàng này hãy còn rất là thẹn thùng. Tần Tư tâm tình rất tốt, ám tinh giới coi như là cùng thân gia với hắn, hắn cũng có chút liên quan sâu sắc. Băng Nghiên nghe lời nói của Tần Tư lại giận dữ: ta có tên, ta gọi là Băng Nghiên, không muốn lần nữa gọi ta là cô nàng. Được, được, tiểu Băng Nghiên, sẽ gọi ngươi Băng Nghiên được rồi. Nói đến, ta coi như cũng là một nửa người của ám tinh giới đấy. Đích xác, Tần Vũ đã từng là quân chủ của ám tinh giới. Tần Tư tự xưng nửa người của ám tinh giới ngược lại cũng không quá đáng. Ngươi? Băng Nghiên hai mắt khinh thường nhìn Tần Tư. Lừa gạt người ta cũng thô thiển không bài bán. Ngươi tu luyện vừa không phải công pháp của Kim Hình Tông, cũng không phải công pháp Hắc Viêm Tông, Bạch Huyền Tông, còn dám nói chính mình là nửa người của ám tinh giới sao? Thật không biết ngươi có mưu tính thế nào. Ha ha, phụ thân của ta chính là một lần làm quân chủ của ám tinh giới. May mắn rồi, cùng ngươi cũng giống nhau, cũng đều là Kim Hình Tông. Ta được sinh ra tại thần giới, ngươi cũng biết thần giới nhiều công pháp như vậy, công pháp Kim Hình Tông tự nhiên là không đáng được nhắc tới rồi, cho nên ta căn bản không tu luyện công pháp của ám tinh giới. Tần Tư đắc ý nói, lập tức chợt nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía Băng Nghiên có vẻ phần hoài nghi. Ta nhớ kỹ, phụ thân của ta lưu lại trong trí nhớ của ta, vốn tên của đệ tam Kim Hình Quân hẳn gọi là Thiên cơ mà. Thiên? Trên mặt Băng Nghiên lộ ra vẻ trầm tư, sau một thoáng thương tâm lặng lẽ nói: ta tin tưởng phụ thân của ngươi cũng là Kim Hình Quân rồi. Băng Nghiên tiếp tục nói: Thiên, đó từng là tên của trượng phu ta, nhưng sau đó hắn đã bị chết. Ám tinh giới mặc dù luôn luôn là cường giả vi tôn, thế nhưng bọn hắn sẽ không chấp nhận dưới sự lãnh đạo của một nữ nhân, cho nên ta liền lấy tên giả là Thiên, lợi dụng thân phận của hắn để nắm giữ ngôi vị Kim Hình Quân.
cũng coi như là an ủi một chút cho hắn. Tần Tư vẫn một mực quan sát Băng Nghiên, nhưng nhìn không ra một chút sơ hở nào, xem ra cũng không có vẻ gì là nói dối. À, ta còn nhớ rõ đảm nhiệm đệ nhị Kim Hình Tông gọi là Vũ kia mà. Băng Nghiên nhìn Tần Tư cười một tiếng nói, không ngờ tới ta vừa mới tin tưởng lời nói của ngươi, ngươi bây giờ lại quay lại bắt đầu phóng tâm hoài nghi tới ta rồi. Đảm nhiệm đệ nhị Kim Hình Quân vốn tên là Băng Kỵ, là phụ thân của ta. Băng Nghiên cũng không ngốc, đoán được mục đích trong câu nói của Tần Tư. Tần Tư ngượng ngùng cười cười không nói gì nữa. Băng Nghiên khôi phục nguyên dạng, cỗ bi thương kia trên mặt cũng biến mất không còn, chỉ vào Tần Tư trách móc. Chỉ có điều mới vừa rồi ngươi lại dám nói công pháp Kim Hình Tông không đáng được nhắc tới. Đảm nhiệm Kim Hình Quân đệ nhất Kim Hình Tông thật ra không phải là ai khác, chính thật là gia gia của Băng Nghiên, cũng là người sáng lập ra Kim Hình Tông nhất mạch. Có cái bối cảnh này, Băng Nghiên chẳng qua là không muốn nghe được người khác phủ quyết lời nói của mình. Tần Tư kỳ thực nói không sai, mặc dù có rất nhiều công pháp Kim Hình Tông chủ ý giúp đỡ thần nhân tu luyện đạt đến thiên thần cảnh giới, nhưng có rất ít người tu luyện. Điều này nguyên do là không gian pháp tắc. Người của thần giới đại đa số chỉ chú trọng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, rất ít có người lại đi tu luyện công pháp nào đó. Cái đạo lý này rất đơn giản. Trước đây Phúc Bá, quản gia của Mê Thần Điện, đích thực thân thể có mức độ mạnh mẽ cùng với trung bộ thiên thần sánh ngang hàng trên danh mục được lập ra. Bởi Phúc Bá không thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, kết cục đã được định trước, bị miêu sát. Công pháp Kim Hình Tông đồng dạng như thế, mặc dù có thể khiến cho thân thể càng mạnh mẽ thêm lên, nhưng tu luyện tới nơi tới chốn lại cực kỳ chậm chạp. Người dùng hết cả đời tu luyện, khi đến hạ bộ thiên thần, mặc dù thân thể so với thượng bộ thiên thần còn mạnh hơn, nhưng người ta chỉ cần dùng trăm ngàn năm tu luyện đến trung bộ thiên thần đã có thể dễ dàng tiêu diệt được ngươi. Đến thần giới rồi, chính công pháp tu luyện thân thể có chiều hướng cấp độ chậm tăng trưởng, bị coi như là đồ bỏ đi, tuyệt nhiên xưa nay không có người nào chú ý tới. Ta nói đích xác không sai, chuyên chú tu luyện thân thể đến khi nào mới có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tắc đây? Tần Tư không rõ Băng Nghiên vì sao lại tức giận như vậy. Cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ đã nói công pháp Kim Hình Tông không đáng được nhắc tới, cũng không nói cái gì khác cả. Băng Nghiên lại mỉm cười nói, đúng rồi, người cũng nói mọi thần nhân càng chú trọng pháp tắc hơn, thế nhưng nếu đều là trung bộ thiên thần, đều là thần vương vậy, người nào mạnh hơn một chút đây? Tần Tư ngược lại sừng sốt. Trong tư tưởng của hắn từ trước đến nay hoàn toàn không có nghĩ tới vấn đề này. Thân thể mạnh mẽ, người có thể mạnh hơn nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo hay không, hiển nhiên là không thực tế. Nhưng lời của Băng Nghiên cũng không phải không có đạo lý. Nếu như hai người cảnh giới giống nhau, vậy người thắng cuối cùng kia khẳng định đúng là một người có thân thể mạnh mẽ hơn. Cái này tự hồ là ngươi nói rất đúng. Tần Tư bất đắc dĩ phải thừa nhận. Đúng, cuộc sống thần nhân trải qua năm tháng vốn rất dài lâu, chỉ cần có thời gian một chút trên phương diện tu luyện thân thể, trong nhóm người cùng cấp bậc khẳng định là mạnh nhất rồi. Băng Nghiên lúc này mới lộ ra một tia mỉm cười, nói với vẻ đầy kiêu hãnh. Tần Tư trên đầu toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, trong lòng nổi lên một thắc mắc lạ thường, cẩn thận hỏi, như vậy xin hỏi Băng Nghiên cô nương, là thần vương thân thể cực mạnh, cô làm sao bị bọn họ bắt được? Trên mặt của Băng Nghiên lập tức tối sầm lại, bất mãn trả lời đúng ba chữ, cần ngươi lo. Để lảng tránh câu hỏi của Tần Tư, Băng Nghiên bắt đầu tra vấn Tần Tư, ngươi thật sự là đi ngang qua sao? Đương nhiên là thật rồi, ta đang tìm chỗ ở đây để ở, rốt cục là gặp được các ngươi. Tần Tư hồi đáp, ngươi mới vừa rồi lúc giết chết hai tên thần vương đó, trong tay hình như chính là Hồng Mông Linh Bảo thì phải. Băng Nghiên thực lòng hỏi. Ồ. Tần Tư dùng mình một cái, thầm nghĩ, tai họa hay sao, ngay cả cái cô gái nhỏ này cũng muốn cướp bóc hay sao? Băng Nghiên tự hồ đoán được tâm sự của Tần Tư, vỗ ngực hướng về phía Tần Tư nói, ngươi yên tâm, mặc dù Hồng Mông Linh Bảo rất hấp dẫn người ta, nhưng Băng Nghiên ta đúng là khinh thường việc cướp đoạt đồ vật của hậu bối. Hậu bối? Tần Tư đột nhiên cảm thấy chính mình tự hồ là cứu lầm người. Băng Nghiên suy nghĩ lệch lạc, không đúng sao, gia gia của ta là đệ nhất đảm nhiệm Kim Hình Quân, phụ thân của ta là người thứ hai đảm nhiệm, ta là người thứ ba đảm nhiệm. Ngươi mới vừa rồi nói phụ thân của ngươi cũng là một người đảm nhiệm Kim Hình Quân, vậy hắn khẳng định là hậu bối của ta rồi, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Tần Tư ngạc nhiên,
bệnh nhân này tự hồ cũng không phải nói gì sai, chẳng qua là chính mình còn phải gọi nàng là tiền bối sao? Ngươi yên tâm, nếu như ngươi không vui lòng, ta sẽ không ép buộc ngươi gọi ta là tiền bối đâu. Cái này chẳng qua là dựa vào trực giác thôi. Băng Nghiên lại nói thẳng một câu khiến cho Tần Tư nghẹn họng. Ta... Tần Tư nhất thời nghẹn lời, rõ ràng nói không nên lời. Ta cứu lầm người rồi. Ta hồi lâu, Tần Tư cũng chỉ nói được một câu đó. Nếu hắn phải gọi nữ nhân này là tiền bối, vậy thì vạn vạn lần không thể được. Điều đó quả thực so với giết chết hắn còn dễ chịu hơn. Băng Nghiên nói trắng ra một điều. Xong rồi, không so do cùng tiểu bối ngươi nữa. Nói mau, ngươi Hồng Mông Linh Bảo đó là từ đâu cướp được? Cướp ư? Tần Tư rốt cục biết được sự lợi hại của nữ nhân, không dám nói chính mình vẫn còn có rất nhiều, cũng khó mà nói là cướp đoạt được. Quyết định cứ như là bị xúc phạm, trợn mắt nói. Ta lượm được. Nhặt được Hồng Mông Linh Bảo sao? Có quỷ mới tin. Băng Nghiên biết Tần Tư không muốn nói, mặc dù không định truy cứu đến cùng, nhưng vẫn không kiềm được đốp chát lại một câu. Tần Tư vừa nghe vui vẻ liền. À, ta nói Băng Nghiên, nói về chúng ta đích xác coi như là quỷ rồi thì phải. Băng Nghiên sững sờ, lập tức ngồi xuống đất, trên mặt đầy vẻ thất vọng, cũng không để ý tới Tần Tư, chỉ ngồi tại đó suy nghĩ mọi thứ. Qua hồi lâu, Băng Nghiên vẫn không nói câu nào. Tần Tư cuối cùng nhịn không được, phá tan sự trầm lặng, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Băng Nghiên, ôn nhu hỏi. Băng Nghiên, đang nghĩ cái gì đấy? Ta đang suy nghĩ, vận mệnh là cái gì đây? Băng Nghiên ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, hai mắt thất thần. Chúng ta ám tinh giới, vốn là cư dân gốc tại thiên ma yêu giới. Sau lại càng nhiều người phi thăng lên thiên ma yêu giới. Chúng ta cũng không có cách nào khác, giữ lại một phần đất rất nhỏ cho mình, còn lại chúng ta đều không quản. Người của ám tinh giới bẩm sinh có ưu thế rõ ràng, từ lúc mới chào đời ra đã gọi là thực lực thiên tiên, tuyệt đối, tuyệt nhiên, không cần thiên kiếp, chỉ có tu luyện đến đế cấp đỉnh phong mới có thần kiếp thôi. Băng Nghiên vừa nói, một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Nhưng ai ngờ tới thần giới rồi lại đúng là hỗn loạn. Ngoại trừ chiến tranh đại quy mô 6.000 vạn năm một lần, bình thường còn phải ứng phó với các loại thế lực các nơi. Nhưng nếu ám tinh giới tưởng muốn hình thành thế lực của riêng mình thì lại phải chịu rất nhiều chèn ép. Cái gì? Tần Tư không khỏi nhớ tới tình huống lúc đầu của phụ thân tại thần giới cùng với ám tinh giới lúc đó không hề giống nhau. À, nghe cũng rất buồn cười nha. Người cũng biết, mặc dù phi thăng lên tới thần giới liền sẽ trở thành thần nhân, nhưng với việc tìm kiếm hình thành thế lực riêng hoàn toàn không được phép. Bọn họ do không yên tâm với ba loại công pháp tu luyện của ám tinh giới, tuyệt đối không cùng cấp bậc, là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó, không chút do dự, bắt Đại Thánh Hoàng trực tiếp đem thế lực của ám tinh giới còn đang ở giai đoạn đầu gây dựng hoàn toàn mà hủy diệt đi. Băng Nghiên vừa nói, trong mắt rơi ra từng giọt nước mắt. Nguyên lai là như vậy. Tần Tư hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân vì sao ở thần giới cơ hồ không nhìn thấy người của ám tinh giới. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là cái người bất ngờ có được rất nhiều Hồng Mông Linh Bảo chăng? Băng Nghiên lần nữa thử thăm dò nói. Không đợi Tần Tư trả lời, Băng Nghiên khoát tay nói. Ngươi yên tâm, ta thật sự không có ham muốn bảo vật của ngươi. Công pháp của Kim Hình Tông tu luyện đạt đến cảnh giới thần vương, thân thể chính mình cũng có thể tương đương như là sử dụng cực phẩm thiên thần khí vậy. Tần Tư cười khổ một cái nói. Đúng, ngươi đoán đúng, không sai. Bây giờ ta chính là người bị người của cả cái không gian này đuổi giết đây. Vậy ngươi sau này tính thế nào? Băng Nghiên hỏi. Ta cũng không biết được, có thể chỉ là lần trốn, không thể trốn được thì liều mạng vậy. Tần Tư trong giọng nói bất đắc dĩ mang theo một chút kiên quyết. Được rồi, không bằng ngươi trước theo ta trở về, vừa lúc giới thiệu với ngươi vài bằng hữu cho ngươi biết. Dù sao gần đây người đuổi giết ngươi không ít, quả thật là mấy người bằng hữu luôn làm chuyện tốt thôi. Băng Nghiên thần bí nói ra, hiển nhiên mấy người bằng hữu này không phải chuyện đơn giản như vậy. Tần Tư lập tức thật cao hứng, nhưng lại cau mày nói. Nhưng là ta sợ rằng sẽ mang đến phiền toái cho các ngươi. Tần Tư quá hiểu rõ cảnh ngộ của mình, bất luận đi đến đâu chính mình đều dẫn theo một sự rắc rối không thể lường trước được. Băng Nghiên hừ lạnh một tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta không làm cái chuyện rắc rối này thì bình yên vô sự chắc? Nói cho ngươi biết, bọn thần vương của đệ nhị thần giới vẫn luôn bị đệ nhất thần giới chèn ép. Chẳng lẽ tình cảnh của ta còn chưa đủ sao? Nếu như không có ngươi xuất hiện, ta căn bản
không cách nào tưởng tượng hậu quả khi lọt vào tay bọn chúng. Băng Nghiên nói tới đệ nhất thần giới, lúc nào trong lòng nàng cũng chứa đầy bi phẫn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.